Rồi, mình là Sơn Đủ và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được biết đến một bài học cực kỳ quý giá đến từ kênh YouTube Bài Học Quý Giá. Rồi. Vâng, đây là một kênh YouTube mới xuất hiện với chỉ có 124 người đăng ký mà thôi. Nhưng mà 4 video của cái kênh này, đây là phiên bản nước ngoài của Bình Dương các bạn ạ. Con nhà Đạt Villa. Anh kêu mọi người donate thêm 400 củ đi, chứ nhà mình sắp hết tiền rồi. Thôi anh lười lắm. Và thậm chí cái video được nhiều lượt xem nhất trên cái kênh này chính là video lấy chồng nghiện Roblox bài học quý giá. What? Tệ luôn, mình không thể tin được là tại sao chúng ta lại có một bài học quý giá đến từ việc chồng nghiện Roblox lại ngồi đấy à? Đâu tí đang chơi đo. Oh shit. Vâng, cái kênh YouTube này với tất cả các bạn ấy là rất là kiểu bắt trend, nắm bắt rất tốt những cái xu hướng của thời đại bây giờ. Cái video này mình nói thật với các bạn, chúng ta có thể thay thế chữ Roblox thành Minecraft hoặc là Fi-Fi, Free-Fi hay là Liên Quân đều có tác dụng hết các bạn ạ. Để mình xem là bài học quý giá lấy chồng nghiện Roblox sẽ như thế nào nha. Chứ mình đọc bình luận là thấy rất nhiều bạn bảo là bài học bổ ích quá, bài học rất hay, mà hình ở Bình Dương. Để xem như nào. Lấy chồng nghiện rốt lắm. Lấy chồng nghiện rốt lắm. Nghe nó buồn cười rồi. Nani? Ủa? Ủa, từ. Ê, Roblox gì mà sao lại cầm tay cầm rồi lại nghe tiếng bắn súng như này? Đây có phải là chơi đo đâu, đo game mới làm gì có bắn súng. Chắc à, anh về từ bao giờ đấy? Đã chắc... làm bữa tối chưa? Không phải em đã mua đồ ăn về rồi đấy sao? À. Có gì ăn thấy cũng được mà, cần gì phải rơm ra chứ. Anh buồn cười thật đấy. Nhà có hai vợ chồng, chẳng lẽ anh không quan tâm bữa ăn có cái gì sao? Ở đâu anh không ưng, không thích món gì rồi lại cãi nhau. Ôi, có mỗi chuyện còn con. Em đừng căng thẳng quá như thế. Mình thấy rằng đây là một cái video được làm bởi một ekip rất chuyên nghiệp nha. Vẽ hình xong rồi lồng tiếng rất là chất lượng luôn á. Chứ không phải là mấy kiểu mà video chôn lầy hay là video mi me đâu các bạn nha. Sao ngày nào anh cũng nằm ườn ra chơi game được nhỉ? Ừ. Anh có còn là trẻ con nữa đâu. Hóa đơn tiền điện đợt này lại tăng gấp đôi rồi đó. Anh đã xem chưa? Các bạn ơi, cô gái này đang nói mình các bạn ạ. Ngày đúng ngày nào mình cũng ngồi chơi game đúng luôn. Hóa đơn tiền điện thì tháng nào cũng hơn tháng trước. Phòng ốc thì lộn xộn, bắt áo mỗi chỗ một cái, chẳng buồn dọn dẹp nữa. Jenny à, đầu này em biến thành bà già khâu có rồi. Cái tiếng căng thẳng, cái tiếng báo động một lát thì có sao chứ. Ngày nào cũng như ngày nào. Đi làm về là cằn nhằn chi chiết. Thả đi cho khuất mắt em. Ui, căng thế anh ơi. Được, anh cứ đi đi. Em đã chán lắm rồi, mà em mệt mỏi lắm rồi. Anh cứ em đi đi, anh cứ xem. Anh có quan tâm gì đến nỗi khổ của em đâu. Ui, căng thế. Rồi sao, cô làm gì? Vứt xuống, đúng rồi, vứt đồ ăn xuống. Nào cũng vậy, mình không thể tưởng tượng nổi từ một người đàn ông dịu dàng, lãng mạn chắc lại biến thành một kẻ vô tâm như thế. Dắt. Hôn nhân đúng là mồ chôn của tình yêu mà. Hôn nhân mồ chôn tình yêu. Bài học này deep quá, sâu sắc quá. Dắt này là dắt nào đây hả? Dắt này là dắt 5 triệu hay là dắt VN? Thế nào, chồng cậu có khen chiếc váy mới hôm trước cậu mặc không? À. Nào có thèm để ý gì đâu. Ừ. Vừa mới về đã lại cãi nhau. Okay. Tôi chẳng muốn về nhà nữa. Mình đang chờ đợi cái bài học quý giá ở đây hôm là gì? Các cậu yêu đương lãng mạn lắm mà. Sao từ ngày lấy nhau hay cãi cọ vậy? À. Vì sao chính mình cũng không biết vì sao mình và Jack lại rơi vào tình trạng chán chường này nữa. Không thèm trả lời cho con bạn mà nghĩ trong đầu câu trả lời. Ôi trời. Haley à, hôm nay em đẹp quá. Haley hả? Em đẹp quá. Anh chàng mới của Haley. Giọng nói của anh ta dành cho cô ấy thật dịu dàng. Jenny à, đây là Robert, người yêu của tớ. Robert, ok. Anh ấy rất ngọt ngào. Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một tháng chúng tớ yêu nhau. Các bạn nhìn Robert này có giống mình không? Đấy, đeo kính không? Đẹp trai, tóc vuốt vuốt đấy. Robert. Anh ấy bỏ hết công việc đến đây với tớ luôn đó. Đây hẳn là Jenny, cô gái xinh đẹp mà Haley vẫn hay kể đúng không? Anh chàng chắc tuyệt vời của em đâu rồi? Khịa chứ. Phải anh chàng chắc tuyệt vời. Tớ vẫn thường kể cho Robert nghe về mối tình thơ của cậu và Jack đấy. À. Anh ấy rất ngưỡng mộ hai người. Ok. Đúng vậy. Haley nói ngày xưa Jack phải tốn công sức trồng cây si mấy năm liền mới cưa cẩm được cô gái Jenny thông minh giỏi giang đó chứ. Sao cái câu chuyện này nó cứ kiểu nó cứ nhạt. Vậy sao? Thề. Thôi. Thổ sinh viên mơ mộng ấy quá, mà anh Robert. Mà sao cái quả, gì cũng chỉ có một thời quả thôi. Nhạc nó căng thẳng với ta. Chính em còn phải ngưỡng mộ anh và Haley ấy chứ.
Đến đoạn Roblox chưa? Tớ đang chuẩn bị dấn thân vào con đường hôn nhân đây. Cậu đừng dọa tới nhà Jenny. Dạ, hai người ăn tối đi nha. Trời, Jenny à, tớ quê. Xin lỗi. Hôm nay tớ có việc bận, phải về sớm một chút. Kìa, Jenny. Cái gì? Ở lại để cho ăn cơm chó của hai đứa bây à? Người ta thấy ngại, người ta phải về chứ. Con này đúng vô duyên luôn á. Hai đứa này kỷ niệm với nhau một tháng đúng không? Kỷ niệm một tháng rồi thì tụi bây đi chơi với nhau luôn từ đầu đi. Mắc gì mà phải hẹn con này ra. Để rồi bắt đầu là để con này nó kể chuyện đau buồn tình cảm của nó. Xong rồi là cái con này nó lôi thằng bồ đấy, xong bắt đầu kiểu cho con kia ăn cơm chó. Vậy không? Đúng là cái kiểu là mày chơi trên đầu trên cổ bạn bè người ta mà. Hẳn anh ấy lại ngập trong đống phần mềm máy tính của công ty rồi. Phần mềm máy tính chứ không phải chơi game. Sao quý khách vừa gọi liên lạc được? Cần quý khách vui lòng gọi lại. Lòng quý tướng tôi bao chứ ai mà. Làm gì mà tắt máy vậy nhỉ? Lẽ nào anh ấy bận đến mức không nhớ ngày cưới của mình? Trời ơi, thật là trùng hợp, chỉ trong phim ngày cưới và ngày kỷ niệm của bạn bè cùng một ngày. Jenny, em bảo đi ăn ở bên ngoài cơ mà. Em định thế đấy. Mà nghĩ ngày mai là ngày đặc biệt. À mai. Anh lại quay về. Ngày mai. Tưởng tượng anh sẽ về sớm để đợi em. Vậy mà lại còn tắt máy không liên lạc được nữa chứ. Thì anh có chút công chuyện phải đi ấy mà. Anh đã bận vượt qua 100 cái cửa rồi. Anh đi đâu mà giờ này mới về? Sao anh nói với em là phải làm tăng ca ở công ty? Đúng rồi. Mà ngồi đây mùi rượu vậy? Mùi rượu tại vì anh uống rượu để anh tăng sức mạnh, anh chạy qua cửa. Anh đi dự sinh nhật. Vui quá nên công việc đành khác lại ngày mai vậy. Anh lồng tiếng hay rồi. Sinh nhật của người ta hả? Vậy anh có nhớ ngày mai là ngày gì không? Mai là ngày gì đặc biệt sao? Đó. Hình như là... Anh không nhớ kỷ niệm ngày cưới của chúng ta hay sao? Cái này mình xin phép hỏi bạn nào mà đang có người yêu nhá. Nhất là những bạn nam, các bạn có bao giờ bị bạn nữ, bạn gái của mình chửi vì cái tội quên ngày kỷ niệm, xong rồi ngày quen nhau, hay là kỷ niệm 24 tiếng yêu nhau, hay là 36 tiếng ăn món ăn đầu tiên với nhau, hay là 48 tiếng uống chung với nhau cốc nước chưa? Bình luận bên dưới cho mình biết nhá, để mình có kinh nghiệm, để mình không bao giờ gặp phải chuyện đó nữa nhá. Em buồn cười quá đi. Nhiều việc quá. Anh nhất thời chưa nghĩ ra thôi. Thôi. Làm gì mà chuyện bé xé ra to thế? Giờ em để ý cả những chuyện nhỏ tí xíu này à. Thật là phiền phức mà. Đúng rồi. Đi ra đi. Phiền phức. Trời. Anh chưa nghĩ ra. Hay là anh đã quên rồi? Hoa lồng tiếng hay quá. Nè. Ôi. Em đi đâu nữa? Lồng tiếng đúng hay đang luôn đó. Đang người to gió lớn thế này. Rồi. Ui dồi ôi. Ôi tội thế nhỉ. Anh ta không còn yêu mình nữa. Mình trong mắt của anh ta bây giờ toàn là những phiền phức. Giá như mình chưa từng quen biết anh ta. Giá như chưa từng quen. Không có một hôn nhân tệ hại. Chưa quan tâm hiểu về nhau. Rồi sao nữa. Rồi ok, ngồi một chỗ thu lu luôn. Cái gì đây? Thầy bói à? Cháu đang có tâm sự gì sao? Trời ơi, có người lồng tiếng tiếp theo luôn á. Cháu không sao hết. Ủa? Dạ cảm ơn bà. Cháu có vẻ rất đau khổ và trầm cảm. Trầm cảm? Có giúp được gì cho cháu hay không? Cháu đang chèm kẹp lắm rồi bà ơi. Có gì chưa từng quen biết và kết hôn với chồng. À. Mọi ký ức giữa hai bà này là bà Tiên đúng không? Cho chỉ vì cháu chỉ thèm đau khổ mà thôi. Cho này thành hiện thực. Ta nghĩ cái này có thể giúp cháu chia tay một cách nhẹ nhàng đó. What? Ê. Nào, đừng bảo là định đốt nhà nha. Cái này chỉ chuyện đốt nhà thôi chứ không nghĩ chuyện gì đâu đó. Đây là gì? Đây là cây đèn lãng quên. Cháu có muốn dùng phép thuật của nó hay không? Ok, câu chuyện chúng ta đã đi đến tiết mục là... Bà là ai? Ảo ma rồi. Cây đèn pháp thuật lạ kỳ này... Cháu đang mơ hay sao? Đúng là chỉ có trong phim này thôi. Chứ không, bình người bình thường người ta đã nghĩ bà này bị vấn đề rồi. Ta sẽ giúp cháu thực hiện mong ước của mình. Nhưng... Alo, trại thượng biên đúng không ạ? Ở đây đang có một bà già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn đang vấn đề về tâm thần này. Cho ngay em sẽ cấp cứu đến đi ạ. Bà ấy nói làm nhảm gì về cái chuyện là... Cái này có khả năng quên được ký ức này, các bác sĩ ơi. Trước khi xóa được ký ức của cháu, anh ta phải quên cháu đi trước đã. Trước khi xóa ký ức của cháu, anh ta phải quên cháu trước. Vậy là chúng ta phải xóa bỏ ký ức về cháu của anh ấy trước đúng không bà? Mà liệu điều này liệu có đem lại sự nguy hiểm gì cho anh ấy không? Cháu sợ... Yên tâm nhé cô gái. Yên tâm. Phép thuật của cây đèn cổ xưa này rất kỳ diệu. À. Mọi ký ức cần xóa sẽ biến mất một cách êm ái trong khi anh ấy ngủ yên. Mà rồi sao? Khi ấy, cháu cũng thanh thản mà quên đi anh ta được rồi.
Ôi, chơi Roblox đo quá mệt mỏi nên anh ta ngủ lên trên ghế luôn các bạn ạ. Dẫn một bà lão về nhà mà không chưa biết bà ấy là bà là ai. Nghe bà ấy nói thôi vẫn về luôn. Có lẽ chúng ta không thuộc về nhau nữa. Rồi, sẽ chúng ta không thuộc về nhau. Chúng ta không luộc được rau. Vì sao sang trên bầu trời tối đen, những cơn gió trên đỉnh đồi phương Bắc. Hãy cuốn đi tất cả quá khứ. Hãy khiến anh ta quên đi những ký ức về vợ của mình. Mãi mãi không bao giờ nhớ cô ấy là ai nữa. Ôi, nghĩ về, bầu tiếc. Đấy, Jenny, ta chuẩn bị xóa ký ức của chồng cháu đây. Cháu đã suy nghĩ kỹ chưa? Nào. Cái vụ là nghĩ cái kỷ niệm vừa rồi là một pha thể hiện sự hối hận nha. Đây ở trong phim thôi, nhưng mà ở ngoài đời ấy, mình biết rằng có thể có một số trường hợp các bạn sẽ nghĩ rằng là giá như mọi người hãy quên đi cái ký ức vừa rồi về bạn, có thể là bạn đã làm điều gì đấy rất là xấu hổ. Nhưng mà không các bạn ạ, nó là những cái mà đáng được lưu giữ để cho mọi người nhớ về bạn. Các bạn mà mong muốn rằng mọi người quên về bạn á là thôi đấy, là chết luôn á. Mình hy vọng rằng là cái bà này sẽ nói không. Cháu không còn lý do gì để phải suy nghĩ nữa. Cháu muốn cả hai được giải thoát. Trời ơi. Cháu gái, yên tâm là anh ta sẽ không tỉnh dậy trong suốt quá trình xóa đi ký ức về cháu. Ôi. Ta bắt đầu nha. Các bạn nào có cái ly nước để mình uống, xong mình để nói một cái chữ gồm có hai từ đi bạn. Em ơi. Đi đâu nữa? Đang mưa to gió lớn thế này mà. Nó bị cảm lạnh thì sao? U rồi, chiếc vỡ tan. U hiệu ứng xịn nhờ. U ghê. Rồi, đón vào trời mưa, đêm hôm mưa anh đêm chiếc hố là chồng thấy em thấy cầu vồng. Lấy anh nha này. Những ký ức của chúng cháu nó đang vỡ vụn. Ok, chỉ một chốc nữa thôi anh ta sẽ quên cháu là ai. Chúng cháu sẽ hoàn toàn là những người xa lạ hả bà? Đúng vậy. Cháu đã chuẩn bị tâm lý cho việc này rồi còn gì. Đúng rồi đó. Những vui buồn là bên thế rồi, bây giờ mới hỏi. Những hạnh phúc và cả buồn đau sẽ bị xóa sạch hết. Rồi, ở đây người ta sẽ nói là bà ơi, ảo game này. Bị sao thế? Những ánh mắt chẳng tấn thờ của anh ta không cho phép xóa những ký ức về cô ấy. Sao mọi thứ lại khó khăn thế hả bà? Cháu tưởng việc xóa ký ức sẽ vô cùng êm ái lắm chứ. Jenny, em lại ngủ gục trên bàn làm việc rồi, còn đang ốm nữa chứ. Rồi, bắt đầu nhớ về những ký ức tươi đẹp của hai người đúng không? Ui. Chắc à. Bà ơi, sao bà nói việc xóa ký ức sẽ không nguy hiểm đến anh ấy mà bà? Bà nói thế thôi, biết đâu tác dụng phụ. Cái này thử trên 100 người, 99 người người ta quên sạch, người ta có nói gì đâu. Ta đã không tính đến một việc, đó là anh ấy vẫn đang yêu cháu. Bất ngờ chưa? Bất ngờ chưa bà già? Không thể nào. Không thể nào. Gần đây anh ấy đã thay đổi. Anh ấy chỉ có chơi game đúng không? Vô tâm với cháu mà. Ừ. Chắc vẫn yêu cháu. Bằng chứng là những mảnh ký ức về cháu đã trở thành một phần linh hồn của anh ta. Hiện tại không thể xóa bỏ được. Ôi. Tiếp tục cưỡng đoạt đi những ký ức này, e rằng sẽ nguy hiểm đến tâm thức và tính mạng của anh ta. Trời ơi, câu chuyện đi quá. Các bạn ạ, là... cùng mình vì yêu cố gắng lên. Chắc không thể quên được cháu. Chúng ta và ký ức sắp xong cái video này rồi. Xóa được sao? Vậy tại sao anh ấy và cháu hay cãi nhau vậy chứ? Cháu ạ, tình yêu không chỉ có những khoảnh khắc đẹp đẽ mà còn cả sự đau khổ và tổn thương. Nhưng chúng đều là những ký ức hạnh phúc mà người ta muốn gìn giữ về người mình yêu thương. Không dễ gì xóa bỏ đi được đâu. Có thể có những lúc chắc vô tâm, có những khoảnh khắc hai vợ chồng cháu cãi cọ, mâu thuẫn. Điều đó không thể tránh khỏi. Nhưng sau tất cả, khi vượt qua được những sự tổn thương ấy, hai người sẽ hiểu và trân trọng nhau hơn cả những ngày đầu tiên. Ôi! Ui! Anh ấy vừa nhổ nó bò lên trên trời đấy à? Ôi, anh ấy đang rất đau đớn. Cháu phải làm đoạn này căng quá. Nếu Trang biết được cháu muốn xóa ký ức của anh ấy, nếu như Trang muốn cháu quên hết mọi kỷ niệm về anh ấy, lòng tiếc sẽ rất thất vọng. Lòng tiếc hay thật sự các bạn ạ.
chắc vẫn còn tình cảm rất sâu đậm với cháu. Hình thì không không đạt tới được cái đồng tiếng đâu. Những kỷ niệm về cháu có lẽ còn bay biến đi trước khi bị xóa ấy chứ. À. Nhưng ta vẫn có thể giúp cháu hoàn thành ước muốn của mình. Nếu cháu vẫn khăng khăng muốn rời xa anh ta, buông bỏ cuộc hôn nhân này và không màng đến sự đau đớn của cha, ký ức của hai người sẽ hoàn toàn tan biến hết trong vài phút nữa. Được chưa? Con này nó ngang ngược thật sự ạ. Nó mời bà ấy vào nhà để xóa ký ức chồng, xong bây giờ bà ấy làm theo nó rồi. Bắt đầu hối hận. Thái độ nó dành cho bà lão này. Nó đến này, nó gạt cái đồ người ta ra. Thế bây giờ cái đồ này hỏng sao? Có tiền mà đền không? Làm như phải suy nghĩ kỹ chứ. Không, cháu không thể khiến anh ấy khổ sở như vậy. Cháu rất đau lòng. Cháu, giờ cháu mới nhận ra mình vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Cũng là chị này, nhưng mà chỉ 5 phút trước thôi. Muốn xóa sạch mọi ký ức giữa hai chúng cháu, nghĩ về cháu chỉ thêm đau khổ mà thôi. Muốn xóa sạch mọi ký ức giữa hai chúng cháu, nghĩ về cháu chỉ thêm đau khổ mà thôi. Tình yêu đích thực không chỉ nằm ở cảm xúc của trái tim mà sẽ được khắc sâu trong tiềm thức. Anh ấy vẫn yêu cháu. Cháu còn muốn tiếp tục thử nghiệm với ký ức của mình không? Bà ơi, cháu đã có câu trả lời cho mình rồi. Hạnh phúc phải được bồi đắp vun vén từng ngày mới có thể dài lâu. Các cháu đã có những ký ức tuyệt vời bên nhau, hãy cùng nhau tạo thêm nhiều ký ức đẹp nữa nha. Giờ thì tạm biệt cháu. Bà má. Đáng ra là bà thắc mắc là tại sao bà ấy có khả năng là bà ấy như một ninja, bà ấy ném bóng khói tổng biến mất vậy. Jenny, sao em về mà không gọi anh? Anh vừa trải qua một cơn ác mộng thật kinh khủng. Mà là kỷ niệm 2 năm ngày cưới rồi. Em có muốn đi đâu đó để thay đổi không khí không? Dạo này có vẻ em bị căng thẳng đấy. Em căng thẳng đấy. Cũng được, miễn là có anh. Úi dồi ôi. Em... anh chơi game có tí thôi mà em cằn nhác cằn nhằn. Em đi đâu cũng được, miễn là có anh. Các bạn thử tưởng tượng đi, các bạn đặt mình vào vị trí của cái anh chồng ấy đi. Chỉ đang nằm ngủ rất là thoải mái thôi. Bạn gái hay là vợ của mình nó làm cái trò đó. Xong bây giờ xong mình tỉnh dậy, xong mình kêu mình cáo mộng, xong bây giờ nó ngon ngọt. Ừ, đi đâu cũng được miễn là có anh. Mặc dù là cách đấy tầm vài phút là nó chửi như gì luôn. Nó đòi xóa ký ức, nó đòi chia tay. Cuối cùng tóm lại là chúng ta đã bị mắc bẫy bởi cái tên tựa đề của video lấy chồng nghiện Roblox. Không thấy cái khoản nghiện Roblox ở đâu cả. Cả chỉ là một cái pha để chúng ta bấm vào cái video này thôi. Mình đã mắc bẫy và các bạn cũng vậy. Bài học rút ra quá là quý giá, quá là cẩn thận.